Rồi còn đây thì là 6 con máy loại full gold ghi bông full vẩy, và anh chỉ mua cái loại mà full vẩy thôi, nhưng mà hiện tại cái bài của mình nó còn chấm tay một ít vậy thì thôi mình tính luôn full vẩy rảnh đi. Tại vì cái giờ nó full vẩy nó cũng không còn nhiều, nó còn có một vài con à, thì mình vớt thêm cho ảnh mấy con mà nó nhú nhú nhẹ nhẹ tay luôn. Đó. Rồi ok, cá này thì nói chung là anh em về ép trống, mà mình đã tách trống máy từ nhỏ rồi, anh em về ép trống vô nữa thì nó đẻ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng luôn nha. Rồi thì đơn này của một anh nữa thì ảnh mua của mình là 5 cặp full gold ghi bông full vẩy và không có mua lên tay, nhưng mà có một số con nó chớm nhẹ nhẹ tay thì mình vớt cho ảnh luôn, mình lựa cho ảnh luôn. Tại vì nói chung là cá mùa này thì bây giờ mình còn full gold cũng khá là nhiều luôn đó. Thì sẵn đây thôi mình vớt cho ảnh những con mà nó nhú nhú nhẹ nhẹ tay luôn thì mình vẫn tính giá là full vẩy thôi đó. Thì ở đây thì mình sẽ có lót sẵn một cái lớp báo, với lại một chút xíu mình sẽ đổ nước vô luôn, tại vì thùng này là bên mình hoàn toàn là thùng mới, thì một chút xíu là mình sẽ chế nước vô, mình đổ nước vô trong đây luôn là nó sẽ không có bị chảy nước ra, nhưng mà nó sẽ giữ nhiệt cho cái thùng cá này nó đừng có nóng quá, lỡ trường hợp nhưng mà nó nóng quá thì cá sẽ rất là dễ chết nha các bạn. Đó thì đây là những con trống nè, thì ở đây thì mình vớt dư trống cho ảnh luôn. 3, 6, ảnh mua có 5 cặp thì mình gửi ảnh 6 luôn, 6 cặp, đây một cặp để trừ heo luôn. Tại vì cái lúc này mà gửi cá đó các bạn, rất là kiểu như là nó nói chung là nó cũng phiêu lắm các bạn ơi. Thì giờ tới đâu thì hay tới đó thôi, chứ lúc này thì gửi cá thì các bạn cũng chịu khó thông cảm nha. Tại vì cái thời gian giao nhận của nhà xe cũng như là các dịch vụ vận chuyển bây giờ nó rất là phức tạp. Như là bình thường ví dụ các bạn gửi tầm khoảng 1 ngày 2 ngày tới thì có thể là lúc này là khoảng gần 2 đến 4 ngày. Cho nên là khi mình đóng cá mình sẽ cố gắng mình đóng kỹ nhất có thể cho anh em. Thì do ở đây là cái thùng này nó khi mình bỏ hai bịch nè, thì giờ ở đây trên đây là sợ người ta quăng tới quăng lui nó sẽ bị xê dịch, cái bịch trong đây nó bể. Thì ở đây mình sẽ có bơm sẵn hai cái bịch hơi luôn. Đó, hai cái bịch không luôn. Đó, mình để ở đây mình tấn vô đây vậy. Đó, xong rồi mình đóng cái thùng ở lại thì nó vừa luôn. Nó quấn keo lại thì vừa cái thùng luôn. Đó. Này khi mà giao tới cho bạn khách mở ra bảo đảm là sẽ hết hồn, nghĩ là sẽ tồi ôi rồi, dập lừa đảo nữa rồi, mua cá mà nó gửi cho mấy cái bịch không. Nói chung là cũng làm một phen cho bạn khách này cũng hú hồn hú vía luôn các bạn. Đó, bây giờ nhìn như vậy nè, giống như là gửi bịch không mà chứ có cá đâu. Rồi ok, giờ thôi tạm biệt các bạn nha, giờ mình sẽ tranh thủ mình đi ra mình đóng xong rồi mình sẽ đi ra nhà xe mình gửi. Tại vì cái nhà xe bên mình đi phải gần 10 cây số mới tới được cái nhà xe bên đó. Thì bây giờ là chỗ mình vẫn còn giờ giới nghiêm mà từ 19 giờ tối tới 5 giờ sáng, cho nên là bây giờ là 5 giờ mấy rồi, để mình tranh thủ mình ra mình gửi luôn cho kịp, chứ để một lát về không được là tiêu luôn các bạn ơi. Rồi ok, tạm biệt tất cả các bạn nha.